Confetti Việt Nam sau một thời gian lên sóng đã chiếm được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi từ cư dân mạng. Chỉ trong 5 tháng, Confetti đã phải 2 lần thay đổi người dẫn chương trình. Đầu tiên là nữ diễn viên xinh đẹp Sam và tiếp theo là MC Nguyên Khang. Sau hơn 100 tập lên sóng, mới đây ban tổ chức Confetti đã bất ngờ tiết lộ việc tiếp tục thay đổi gương mặt người dẫn mới. Theo đồn đoán, rất có thể là một người được ban tổ chức bật mí về ánh mắt và nụ cười chính là nữ diễn viên Tường Vi, một gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh Việt. Thông tin về Tường Vi cũng được khán giả tìm kiếm. Cô có tên đầy đủ là Đinh Thụy Tường Vi, sinh năm 1989. Người đẹp được khán giả đặc biệt chú ý đến khi tham gia bộ phim Đình Đám Bỗng Dưng Muốn Khóc cùng với Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà. Không chỉ ấn tượng qua hình ảnh nhân vật đanh đá đáng ghét, khán giả còn dành lời khen cho gương mặt khả ái và nụ cười sáng đậm chất nam bộ của nữ diễn viên khi đó. Sau này, Tường Vi tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như là Chạy Trốn Tình Yêu, Cô Thắm Về Làng. Năm 2017, Tường Vi vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa với chiếc mũi siêu vẹo, méo lệch đến bất thường. Rất nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp vốn có của cô. Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Tường Vi lại một lần nữa khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc xinh đẹp khác lạ. Chiếc mũi biến dạng ngày nào đã được thay thế bởi sống mũi cao vút, cánh mũi nhỏ nhắn, rất hài hòa với tổng thể gương mặt, khả năng diễn xuất cũng không thường. Nhưng nếu nói về MC thì Tường Vi không phải là những cái tên được nhắc nhở hàng đầu. Đặc biệt trong một chương trình có tính tương tác, ghi hình trực tiếp như Confetti lại càng khó khăn. Hai MC trước đó là Sam hay Nguyên Khang đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên thì đừng quá vội khó khăn khi chưa chứng kiến được trực tiếp sự thể hiện của Tường Vi. Hy vọng rằng với sự lanh lẹ và kinh nghiệm diễn viên ứng biến trên phim trường, Tường Vi sẽ là một cơn gió mới đầy thú vị cho Confetti Việt Nam thời gian tới.